Trời ơi, chụp dẫn luôn cả nhà, chạy nước miếng rồi đó nha. Một ổ này là tính ra bao nhiêu tiền? 20. Một ổ bánh mì chỉ có 20.000. Mọi người nhìn thấy đây, ổ bánh mì đã làm xong. 20.000 ổ bánh mì, thấy rẻ không? Đây, mọi người nhìn chiếc xe bánh mì, xe bị đẩy Việt Nam mà. Nhìn quen thuộc không? Đó là chả hả? À, thịt xíu nè, ba tê nè, nướng giòn lên nữa, nướng giòn lên để mở cái nồi than. Đây, thấy cái nồi than Việt Nam không? Đúng kiểu luôn, thấy không? Than cả nhà nha. Bánh mì không có tên luôn à Châu? Hả? Không tên luôn hả? Bán bánh mì mà không cần để tên luôn. Ở bên kia là Nga bánh bèo ướt bánh đập. Trong kia là có nhiều đồ ăn lắm nghe, trong xóm mình rất nhiều đồ ăn. Giòn lên nữa là ngồi ăn là phải nói là còn gì bằng nữa. Cái ổ bánh mì đơn giản không? Việt Nam mình có cái là cái ổ bánh mì Đà Nẵng đặc biệt lắm cả nhà nghe. Cái bộ bánh mì Đà Nẵng nó không có ruột nhiều. Nó ruột nó rất mỏng mà cái da nó rất giòn. Ăn nó không có bể vụn nát ra. Mình thích bánh mì Đà Nẵng là vậy. Thắp hương sáng. Ở trước mặt mình là đường 3 tháng 2. Xung quanh đây là đêm lại là người ta ăn uống nhậu nhạc nhà hàng khắp nơi. Rất là vui nhộn trong cái làng này. Sự ớt cái cây nữa ta ăn. Nó ớt trái đó. Ớt trái đó. Đây có ớt gì Châu nhỉ? Ớt trái. Ớt sa tế, ớt ngon, ớt tương. À, bộ chắc chắc bỏ ớt sa tế ngon hơn nha. Ớt sa tế đi. À. Đây, bánh mì đang nóng giòn, cái bỏ cái ớt sa tế cho mình ăn là còn gì bằng. Ngày hôm nay là mùng mấy Tết, hôm mấy Tết rồi? 28 Tết rồi. Vậy thì ngày nào Châu mới nghỉ? Là 30. 30 mình bán, mùng 1 mình nghỉ. Ừ. Kiếm đủ tiền để đánh bầu cua đúng không? Để ngày mùng 1 anh với Châu lên đánh bầu cua này. Để mọi người nhìn thấy cái mình thích thấy rất là cái rau này, rau răm Việt Nam. Việt Nam mình á, cái rau răm nó rất biệt, cái sợi rất nhỏ. Cái này là ăn với trứng lộn là phải nói tuyệt vời. Đó mà cái bánh mì á, của miền Trung là bỏ rau răm nha. Rau răm. Có nhiều người ăn bánh mì trứng ốc la hả? Chua nước và chua mềm. Chúa mẹ, đúng là cầu cho bán được. Bánh mì, nhiều người ăn bánh mì ấp la hả? Ấp la. Ấp la thì ăn với dưa leo, với cũng đầy đủ hết trơn đó. Đây có ổ bánh mì rồi cả nhà nhé. Đứng ngay tại quán. Vừa làm xong nấu hổi. Nó giòn mà nó cay cay, đã lắm. Bóp ngay rộp rộp thấy không? Nhìn nè, nhìn vậy sao cũng thèm được. Về Việt Nam á, khoái nhất là ăn bánh mì. Quá ngon. Ăn ổ bánh mì xong, qua bên kia ăn của cháo, đúng bộ. Bánh mì Việt Nam mình đó, mình thích là cứ bỏ bánh mì của nó rồi còn được. Cái
nước mà cái nước của thịt đó chan vào á, ăn nó quá đã. Vừa ăn luôn. Như vậy là vừa ăn luôn. Để vậy là vừa ăn. Một tổ này chỉ có 20.000. Mọi người thấy là bình dân lắm, trong cái làng tắm là bình dân. 20.000 là phải một số là chưa được 1 đô. 80 sen này. Không có bể không nát. Không. Nó vẫn còn giòn, nướng bằng than. Nướng bằng than á, nó giòn, nó ăn nó ngon hơn là cái nướng bằng bằng điện. Cái ổ mì phong này sao? Nó chạy một cái rãnh vậy nè, đúng kiểu bánh mì Việt Nam. Ở bên Mỹ nó không có bánh mì kiểu này. Ở bánh mì bên Mỹ á, anh dùng ăn nhiều lắm, nhưng nếu ăn cái ổ bánh mì nó cái bột cũng được ngon. Đà Nẵng thì anh dùng thích được rồi, thích nhận bánh mì nó vừa ăn mà giòn, nó không có bể nát đâu. Ngon quá rồi, không làm cũng xóm thôi, cũng không phải là cầu kỳ lắm đâu, đơn giản mà ngon. Mọi người thấy không, ổ bánh mì hết rồi, ngon quá, muốn ăn thêm một ổ nữa, mà ăn no rồi thì cũng ăn được những cái món khác, cho nên sáng nay mình phải thử 2 món bình dân trong làng. Đây, mới ăn ổ bánh mì xong rồi tiếp tục ăn thêm tô cháo ở gọi là cháo bánh canh trong làng nha. Đây, ngồi thưởng thức này, thấy nhìn mấy cái bàn này thấy quen thuộc của Việt Nam không? Đó, bàn nhỏ nhỏ xinh xinh, cái quán nó cũng vậy. Coi con cháo này, múc cho em tô không có nhiều lắm nha, mới ăn ổ bánh mì xong rồi, rồi. Bỏ ít chả thôi. Cái chả này là chả gì anh Hoàng? Đâu? Chả này nè. Chả bò đó. Bò hả? Mình thử cái món chả này. Chả này là chả bò hay chả heo nhỉ? Đây, cái tô cháo nhìn hấp dẫn không cả nhà? Anh Hoàng tính ra cái tô cháo này là bao nhiêu tiền? 16 ngàn. Ổ bánh mì 20 ngàn. Ăn tô cháo 16 ngàn. Có 36 ngàn. Thưởng thức cháo nha. Nó có đặc biệt một cái là ăn mấy cái món này á, nó đều có ớt bột, nó đều có ớt trái này, chanh. Đó, nhìn không thể nào thiếu cái món ớt cay sắt ra rồi bỏ vô nước mắm mặn. Thôi thử cái chả trước này. Ôi trời, rất cháo trong này. Mình mở ra coi thử có cái gì trong này nha. Bên nước ngoài á, bên nước ngoài mà anh Hoàng, bên nước ngoài á mà gói lá kiểu này là lộ lá chứ không phải lộ thịt. Vì cái lá chuối nó cũng đắt lắm. Đây, trong này là mới chả đây cả nhà, thấy không? Thơm giòn ngon. Cái là trong cái làng mình đó, buôn bán rất bình dân, nhà thì không có mướn, thì nó không trả tiền nhà, cho nên bán để sống qua ngày, nuôi gia đình con cái tạo hành, thì nó không có. Trong này người ta cũng dân nó cũng nghèo chứ không phải là dân có tiền, cho nên ăn uống rất là sơ sài đơn giản. Rồi chanh, nước mắm, này là chả chiên. Nói về Việt Nam mà buổi sáng mà ăn tô cháo với ổ bánh mì có 16 ngàn thì biết bao giờ mới hết tiền để về nước.
mì là 20 á. Cháo 20, cháo là 16, bánh mì là 20, 36 ngàn thì em nói là anh bao giờ mới hết tiền. Nó nhìn rất đơn giản mà ăn rất ngon, rất ngon. Mình định đang ở dưới tỉnh đô, phải không? Nấu xong là bán liền nha, chứ không phải là nấu để lâu để bán đâu. Có 3 giờ sáng thức dậy làm bột tươi luôn, xong rồi nấu xong cái dọn ra bán là 6 giờ. Ngày nào bán hết ngày đó. Rồi mới ăn sáng hai thứ, mới ăn xong tô cháo bánh canh ngon quá. Thôi xin chào cả nhà nha. Ở trong xóm này mà còn nhiều món ăn lắm, mình sẽ ăn, mình review gửi tới cho mọi người biết được trong làng, trong xóm bán những cái món ngon gì dân.